sau đây là một số các tác dụng tốt của kỳ tử đỏ mà cô chú anh chị nên biết đầu tiên là kỳ tử sẽ giúp cải thiện thị lực thứ hai là kỳ tử giúp cải thiện cái sinh lý của nam giới thứ ba là có tác dụng hỗ trợ cải thiện cho người bị tiểu đường và cái thứ tư là kỳ tử giúp giảm cân và thứ năm tác dụng của kỳ tử là làm đẹp da và thứ sáu là kỳ tử giúp tăng tuổi thọ của chúng ta lên ngoài ra thì kỳ tử sẽ giúp ổn định huyết áp và tốt cho phổi tiếp theo thì kỳ tử sẽ giúp phòng ngừa ung thư cũng như là u cục sử dụng kỳ tử đỏ thì cũng khá là đơn giản cô chú anh chị có thể ăn trực tiếp một lượng vừa phải cho một ngày nghĩa là chúng ta sẽ một ngày như ở trên tay mình cầm đây thì cô chú anh chị có thể ăn bằng hai cái lần này và có thể là một đến hai bằng hai phần này ngoài ra thì mọi người có thể hãm nước uống hãm với nước sôi để cho nó thôi ra các cái chất ra nước và chúng ta uống và ăn luôn cả cái kỳ tử đó chúng ta có thể kết hợp cùng kỳ tử với táo đỏ để tăng hiệu quả cho tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta hoặc là khi cô chú anh chị ngâm tiểu ngâm các loại sâm hay là ngâm các cái thang thuốc thì chúng ta có thể có thể cho thêm cái kỳ tử này vào và nó tăng cái độ đẹp của kỳ của cái bình tiểu và nó làm cho cái bình tiểu của chúng ta nó có tác dụng tốt hơn ngoài ra thì ví dụ như khi chúng ta nấu ăn hầm gà hay là hầm chân giò các thứ thì chúng ta cho kỳ tử hay là cùng với táo đỏ vào thì nó rất là tốt cho sức khỏe kỳ tử này thì là kỳ tử linh hạ và táo đỏ bên mình sẽ là táo đỏ tân cương và kỳ tử táo đỏ thì có tác dụng kéo dài tuổi thọ của chúng ta rất là tốt bên mình sẽ sàng dày sạch sẽ sau đó thì sẽ đóng vào túi mỗi túi là 500g giá thành của kỳ tử là 250.000 đồng một kg thì khi mà mọi người chọn cái kỳ tử đó thì cố gắng chọn loại kỳ tử nó khô và cái màu nó đỏ thì trên tay mình cầm đây đang là cái loại loại một loại ngon kỳ tử 3 a thì cô chú anh chị khi mà nhận hàng thì chúng ta lên kiểm tra kỹ trước khi thanh toán và mọi người có thể sờ thấy là cái kỳ tử nó sẽ khô khi mà mình nhận người kiểm tra cái khô nghĩa là mình chỉ cần cầm vào là mình biết nó khô và nó rời ra chứ khi mà kỳ tử dính thì nó sẽ uh, khá là lâu rồi